Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha có thể xuất viện trong vài ngày tới. Ý cầu nguyện trong tháng 4 của Đức Thánh Cha và đoàn lữ hành hòa bình của Ý tới Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18 giờ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức sám hối dành cho cộng đồng để giúp cộng đoàn tín hữu sửa soạn tâm hồn thật sốt sáng trước khi bước vào tuần thánh và mừng đại lễ Chúa Phục sinh. Tham dự nghi thức với Đức Tổng Giám mục Giuse có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Anton, Quý Cha Giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, Quý Cha Trong Giáo hạt Chính tòa và rất đông cộng đoàn tín hữu. Sau những phút lắng đọng hồi tâm xét mình, cộng đoàn thinh lặng tiến đến các tòa giải tội đã được đặt sẵn xung quanh nhà thờ, khiêm tốn xưng thù tội lỗi và lãnh nhận bí tích gia hòa. Cũng trong tâm tình ấy, trước đó ngày 29 tháng 3, tại nhà thờ Giáo xứ Thượng Thụy, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức sám hối mùa chay 2023. Trong tâm tình sám hối trở về để được giao hòa với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình, mọi người di chuyển đến các tòa giải tội đã được đặt sẵn trong khuôn viên nhà thờ để lãnh nhận bí tích giao hòa. Đức Thánh Cha có thể xuất viện trong vài ngày tới. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni trong một thông cáo cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang khá hơn. Ngài đang được điều trị bằng kháng sinh và đáp ứng tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Trưa ngày 30 tháng 3, ông Matteo Bruni nói với các ký giả rằng trong đêm vừa qua, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi tốt. Ông cho biết thêm rằng các kết quả khám sức khỏe và kiểm tra cho thấy sức khỏe của Đức Thánh Cha đang cải thiện và Ngài đang tiếp tục phác đồ điều trị. Theo kết quả kiểm tra của các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm phế quản và cần phải sử dụng thuốc kháng sinh. Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella đã gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Bên cạnh đó, rất nhiều những lời chào và lời chúc Ngài bình phục nhanh chóng đang được gửi đến Vatican. Đức Thánh Cha cảm động và biết ơn những thông điệp này. Đức Thánh Cha được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Roma chiều thứ Tư ngày 29 tháng 3 sau khi Ngài chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ban sáng. Ý cầu nguyện trong tháng 4 của Đức Thánh Cha. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha vào chiều ngày 30 tháng 3 đã công bố video ý cầu nguyện của Ngài trong tháng 4 năm 2023. Trong video, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII rằng chiến tranh là sự điên khùng, nó thật vô lý. Vì thế, Ngài mời gọi hãy phát triển một nền văn hóa hòa bình. Theo dữ liệu và số liệu thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế về việc sử dụng vũ khí từ năm 2012 đến năm 2016, có hơn 500 người chết mỗi ngày vì bạo lực súng đạn và trung bình 2.000 người bị thương. 44% vụ giết người trên thế giới liên quan đến súng. Điều này đã cho thấy hậu quả của một nền văn hóa bạo lực. Cách khả thi duy nhất để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội này là tìm kiếm và thực hiện ở cấp địa phương và quốc tế những cách thức đối thoại thực sự và coi bất bạo động là kim chỉ nam cho các hành động của chúng ta. Vào ngày 11 tháng 4 tới đây sẽ tròn 60 năm ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII ban hành thông điệp Hòa bình trên thế giới với phụ đề thiết lập hòa bình toàn cầu trong sự thật, công lý, bác ái và tự do. Đoàn lữ hành hòa bình của Ý tới Ukraine. Vào Chủ nhật lễ lá ngày 2 tháng 4 tới đây, các tình nguyện viên của đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 Stop the War Now, tạm dịch ngừng chiến tranh bây giờ, sẽ đến Ukraine để bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng địa phương. Mạng lưới này được điều phối bởi cộng đồng Giáo Hoàng Gioan XXIII và các mạng lưới quốc gia, mạng lưới hòa bình và giải trừ quân bị của Ý, tự do chống mafia, đại diện cho khoảng 180 hiệp hội thành viên, trong số đó nhiều tổ chức công giáo. Một năm sau chuyến đi đầu tiên được tổ chức trên đất Ukraine và sau khi đã tổ chức 4 chuyến đi nhân đạo trong một năm, mạng lưới Stop the War Now mạnh mẽ nhắc lại, chúng tôi không đầu hàng chiến tranh. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, một đoàn xe và 150 người tham gia sẽ trở lại Ukraine. Với khoảng 25 phương tiện chở đầy hàng viện trợ, những người tham gia sẽ gặp nhau vào ngày 30 tháng 3 tại thành phố Badova với rất nhiều hàng viện trợ nhân đạo sẽ được tặng cho người dân Ukraine, bao gồm nhiều máy phát điện. Chuyên mục Phút Cầu nguyện. Chỉ mong tôi chẳng có gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi. Đến với người trong mọi sự và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.